Xin chào quý vị, đây là Toyota Raize, một chiếc SUV rất ưa chuộng tại thị trường Nhật. Và tôi không hiểu tại sao đến bây giờ Toyota mới phân phối nó tại Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng mất với nhau một chút thời gian thôi để tôi sẽ tìm hiểu cho các bạn xem là chiếc xe này có những cái gì. Thời điểm mà chúng tôi đang review chiếc xe này thì nó chưa ra mắt thị trường Việt Nam. Chỉ ít ngày nữa thôi thì chiếc xe này sẽ ra mắt tại thị trường. Và điều đầu tiên mà tôi muốn nói đến là không biết là hãng Toyota sẽ định vị con này ở phân khúc hạng A hay hạng B. Theo ý kiến cả chủ quan của tôi thì Toyota sẽ định vị nó ở hạng B. Bởi vì sao? Bởi vì cái kích thước của chiếc xe Toyota Raize này nó khá tương đồng với cả một chiếc xe hạng B như là EcoSport hay là Shoutout. Nhưng mà khi mà bước vào trong nội thất ý, thì khoang nội thất của chiếc xe này đầu tiên ý, tôi có cảm giác là nó chỉ như một chiếc xe hạng A mà thôi. Nhất là cái vị trí ghế ngồi và vị trí ghế lái. Còn sau đó thì khi mà tôi ra khoang sau thì cái khoang hành khách thì cái chỗ để chân của nó khá rộng. Và nó rộng hơn những chiếc xe hạng A. Đặc biệt là với cái cốp xe thì nó rất là rộng. Nó rộng hơn rất nhiều so với những xe hạng thông thường. Nên là tôi có thể nói là chiếc xe này có thể xếp vào hạng B cũng được. Các bạn có để ý đến chiếc xe này rất là đẹp không ạ? Thứ nhất là cái thiết kế của nó khá có điểm tương đồng với những chiếc xe gần đây. Đó là toàn bộ những thiết kế phần đầu xe hoặc phần thân xe. Và những cái điểm nhấn của nó sử dụng rất nhiều là những cái chi tiết hình vuông. Và nó làm cho những hình khối của nó khỏe khoắn. Ví dụ như là những con Shoutout chẳng hạn, gần đây cũng rất là được ưa chuộng bởi vì là cái thiết kế của nó rất là khỏe. Và nó làm cho chiếc xe này nó trở nên là nhìn nó to dáng hơn. Nếu như mà để đứng cạnh một chiếc xe nó có cái đầu của nó tròn trịa, ví dụ như cái Sport chẳng hạn, thì rõ ràng tôi thấy là chiếc xe này chắc chắn là sẽ có phần to hơn, mặc dù là kích thước có thể là tương đương nhau. Phần đuôi của chiếc xe này cũng rất là vuông vức nhá. Phần nối liền này khiến làm cho chiếc xe này rất là ấn tượng này. Cái phần đèn này cũng vuông này. Và ngay cả cái miếng ốp ở dưới đây mà cũng không phải là đèn hay là gì đâu, mà đây chỉ là một miếng ốp thôi, màu đen, điểm nhấn, và điểm nhấn cũng rất là vuông, làm cho một cái phần đuôi của chiếc xe này cũng rất là khỏe, chắc và nó có vẻ nó to, nó bề thế hơn. Có nhiều người ấy thì nói là chiếc xe này khá giống với cả con Swift. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nhìn thấy là chính là cái phần sơn phủ này, sơn phủ phía trên chiếc xe này màu đen và khá giống những xe Swift hay sử dụng. Và như Swift thì cũng rất hay trước đây thì họ cũng đã sử dụng cái lối thiết kế này từ những chiếc xe của châu Âu, ví dụ như Land Rover. Thì trên cái mẫu xe của Toyota này họ cũng đã làm cái việc đó, đó là phủ một lớp sơn màu đen. Mặc dù là con xe này có thể là màu vàng hay là màu trắng hay là màu xanh chẳng hạn. Thì cái việc nó làm cho chiếc xe khá là sinh động và tôi thấy là khá đẹp mắt. Khoang nội thất của chiếc xe này chắc là nhiều người sẽ hơi bất ngờ một chút đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là với một chiếc xe Toyota hạng phổ thông mà mọi người nghĩ là sẽ bị cắt giảm rất là nhiều, nhưng với chiếc xe này thì tôi thấy khá là đầy đủ và nó tiệm cận đến những cái là rất nhiều những cái tính năng mới và hiện đại mà nhiều khi mọi người sẽ nghĩ là Toyota thường không sử dụng. Mặc dù trong những chiếc xe gần đây như là Vios hay là như là Cross thì đều có cái đó cả. Với một chiếc xe mới về như là Raize này thì tôi cũng chưa biết là liệu nó có tích hợp nhiều không. Và khi mà thực tế nhìn thấy thì tôi thấy là nó khá nhiều thứ đấy ạ. Thứ nhất là ở trên vô lăng này, vô lăng được bọc da này, cộng với cả các cái nút bấm ở đây cũng rất là nhiều này, lẫy chuyển số này. Cái phần ghế ở đây là ghế nỉ các bạn nhé. Tuy nhiên thì có những cái điểm nhấn cũng rất là đẹp. Và tôi thấy là nó không đơn điệu như chiếc xe Toyota trước đây mọi người thường nghĩ. Màn hình giải trí 9 inch này. Trong đây có tích hợp cả Bluetooth nhá, Apple CarPlay này. Cần số cũng khá là bắt mắt nhá. Có nhiều chi tiết này. Không biết ở đây là giả chrome các bạn nhé. Nhìn thì có vẻ là rất giống chrome nhưng thực ra nó là giả chrome. Mình thấy là ngay cả những cái cửa gió điều hòa cũng trở nên làm rất là vuông vức. Nó đồng nhất toàn bộ cái thiết kế của chiếc xe này. Đến chỗ ghế ngồi này thì mình cảm giác như là nó chỉ nhỉnh hơn chiếc xe hạng A thông thường. Nhưng mà thực chất ra ấy, thì với kích thước hạng B, nhưng mà chiếc xe này này thì đã tối ưu với những cái chỗ để đồ rất là tốt. Đấy là những cái ưu điểm của người Nhật. Ví dụ như là chỗ để đồ đây có hai chỗ để có thể để được hai chai nước. Trong khi đó nhiều chiếc xe hạng A các bạn biết rồi đấy, chỉ để được một chai, thậm chí là còn chai nhỏ, cái chai to không để được. Nào, điều đặc biệt là cái khoang sau này các bạn nhé. Khi mà tôi điều chỉnh cái ghế lái chuẩn với cả điều kiện cơ thể tôi là 1m72 thì cái ghế khoang sau đây, chỗ ngồi khá là rộng này, chỗ để chân thoải mái, thoải mái hơn như một chiếc xe hạng A thông thường rất là nhiều. Còn bởi vì đây là có thể ở chiếc hạng B mà nhỉnh hơn rồi. Cái điểm tựa phía sau thì vẫn đứng, không quá ngả đâu, mà như mình cũng không ngả được tiếp. Chỗ này cái điểm tựa, cái tựa đằng sau là có thể ngả thêm được này một chút thôi. Nhưng mà như thế là cũng đỡ hơn được rất nhiều rồi. Và chỗ này có thể ngồi được 3 người thoải mái. Như tôi đã nói thì chiếc xe này có một phần cốp rất là rộng. Cái phần cốp này không những là còn có thể tùy chỉnh linh hoạt này, cái miếng ốp này có thể mình để xuống dưới thì sẽ tăng diện tích hơn này. Và khi để lên trên này thì sẽ nó có một mặt phẳng nó thẳng ra ngoài này. Và đặc biệt nữa là nó có thêm một cái miếng này. Đây là một cái giá để đồ nhưng mà lại là bằng giá mềm. Một số chiếc xe là sử dụng bằng cái giá cứng. Cái giá cứng thì nó giòn và nó có một cái việc là rất hay bị gãy. Thì với cái giá mềm này mọi người tháo ra tháo vào rất là dễ và mình để những cái vật nhẹ thôi. Ở đây thì có một cái lốp dự phòng nha. Lốp dự phòng này to bằng lốp thật luôn chứ không phải là loại lốp bé hơn. Bây giờ thì tôi sẽ lái thử chiếc xe này và thử cảm nhận về khả năng vận hành của nó một chút nhé. Toyota Raize thì có động cơ là 1.0 turbo, 98 mã lực, mô men xoắn là 140 Nm. Hộp số là CVT các bạn nhé. Và với cái động cơ này ấy, thì quả thực khi cảm nhận thì cũng thấy là nó có độ vọt khá là tốt. Nó cũng như những chiếc xe 1.0 turbo khác thôi. Động cơ nó phải mạnh hơn là những chiếc xe 1 chấm bình thường rồi, như kiểu những xe hạng A thông thường rồi. Vâng, và với cái xác xe của chiếc xe này thì cũng tương đối nhẹ và khả năng tăng tốc của nó độ vọt rất là cao. Một điểm tôi rất thích ở chiếc xe này nữa là đó là cái cửa kính ạ. Cửa kính lái là một chạm nhé. Các cửa khác thì không phải một chạm, nhưng mà riêng điểm lái này một chạm. Điểm này cũng là một cái khá là tiên tiến mà Toyota dành cho chúng ta với cái con Raize này rồi. Một điểm trừ mà tôi không thích lắm ở chiếc xe này đó là về cái nhựa khá mỏng và đặc biệt là cái cánh cửa ấy, cái thiết kế với cái phần cánh cửa cũng khá là nhẹ và mỏng. Để mà nói về khả năng vận hành trong phố của em này thì khá là nhẹ, linh hoạt. Với những chiếc xe của Toyota và hạng phổ thông thì tôi nghĩ là nó vẫn đều nhẹ nhẹ như nhau mà thôi. Cái cách xử lý vô lăng và cái cảm nhận về vô lăng của nó cũng thế thôi. Nên là nếu như với một chiếc xe như là hạng phổ thông như là Toyota Raize này, các bạn đừng kỳ vọng quá về độ cách âm hay là độ ồn các bạn nhé. Chúng ta phải chấp nhận cái điều đó thôi, và có khi là chúng ta lại phải bật nhạc để mà nghe thì mới hát được tiếng ồn. Video vừa xong được hiện trước khi mà Toyota Raize ra mắt tại Việt Nam. Và vừa rồi vào lúc 19h30 của ngày hôm nay, đó là ngày mùng 4 tháng 11 thì Toyota Raize đã được ra mắt trên toàn quốc bằng hình thức online với mức giá công bố là 527 triệu. Vâng, với giá niêm yết và chỉ có một bản duy nhất đó là bản 1.0 turbo này thôi. Và giá bán này thì rất là sát với những gì mà chúng tôi đã dự đoán, đó là 530 triệu của các bạn. Và các bạn có ý kiến gì về cái mức giá này ạ? Các bạn thấy có hợp lý không ạ? Thì mời các bạn hãy comment vào cái phần bình luận ở dưới để chia sẻ cùng với chúng tôi. Vâng, cảm ơn các bạn.